Vâng, để mày ông Sơn chào bác. Hôm nay em làm một video ngắn là review cách sửa con xếp bô lông đa lăng. Xếp bô lông đa lăng và cái loại mà hai con đèn pin dọc này trên thị trường bán rất là rẻ các bác nhé. Đây. Con này trên thị trường bán rất là rẻ mà con này hay bị trục trặc nhiều. Cũng nhiều bác cũng ham rẻ mua cũng bị trục trặc rất là nhiều. Nhưng hôm nay em làm video xử lý con này các bác nhé. Đây, em sung điện xem tình trạng máy như nào nhé. Đấy. Em sử dụng pin 15 cell, có pin 15 cell này mới về bên em thì tích hợp cho máy mài pin đầu watt giúp dung lượng làm việc được lâu hơn. Thì em cắm đây, có điện, có pin này vẫn còn điện này. Đây, chập tròn không chạy, kêu cái cạch. Em bóc và xử lý các bạn xem nhé. Xem nó bị lỗi gì nhá. Em nghĩ con này bị chết mạch các bạn. Đây, đây lỗ đây. Bị lỗ mạch các bạn. Đây. Đây nhìn soi gần nó hơi loáng một tí. Đây. Cái mạch nó bị lỗ. Chết cái tụ. Cái này thay mạch thì là hết các bạn. Vâng, để em hàn thay mạch nhé. Đây, em lấy một cái mạch mới đây. Mạch này em báo thiếc rồi nhá. Mà bình thường mạch mới là chưa báo thiếc, em đã báo thiếc rồi. Thì video nó hơi dài một chút, em cắt mất. Thì hàn dây thì em sẽ hàn đen, vàng, xanh, chạy từ bên trái sang em nhé. Về cái hàn mạch này thì các bác chú ý nhé. Khi mà hàn mà nó mà khi lắp vào máy nó chạy không đúng chiều, các bác chỉ cần đảo 2 giây là được thôi. Nó cũng như dòng điện 3 pha công nghiệp thôi, cũng không có gì cả. Đấy. Okay. Em sung điện cho mạch nhé. Rồi. Nó chạy ok con này. Chắc nào mấy em xem máy dậy đúng chiều chưa? Máy chạy đúng chiều đấy. Về cái máy này khi mà tháo ra rồi các bác nên quấn thêm một cái hàng giấy đây nhá, để khi mà lắp vào dùng một thời gian nó không lo bị sắt cốt được các bạn, không lo sắt cốt. Này quấn vào. Đây em đã quấn xong rồi. Cái này quấn thì khi mà mình tháo ra mất công tháo ra rồi, các cố gắng quấn vào để khi sử dụng máy nó không bị sắt cốt không nhá, nó tránh sắt cốt đấy. Tránh trường hợp sau này mình lại phải tháo ra tháo vào rất là mệt. Ok, em thử nhá.
quả này hết pin rồi. Em thử sung điện nhé. Ok. Đã chiều. Đây là chức năng tháo ốc. Đấy. Ok quá nhá. Ok rồi. Vừa rồi em đã review qua sửa máy. Nếu bác nào thấy hay cho em xin một like, một comment. Có nào có ý tưởng bên dưới thì comment bên dưới nhá. Thì em sẽ cố gắng làm video review sửa chữa bảo hành máy cho bác xem. Nếu bác nào còn phân vân về sửa chữa máy móc hay có trục trặc gì về sản phẩm thì cứ liên hệ với em số điện thoại màn hình các bác nhé. Em sẽ tư vấn giải đáp giúp các bác, hỗ trợ các bác xử lý sản phẩm bị trục trặc các bác nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video.